Đến đây hình thành trung pháo qua Hà Sa, đối bình phong mã tả mã bản Hà, tiến tốt chóc xa. Cờ đen tiến tốt để mã đuổi xe là nước cờ được sử dụng ở thế kỷ thứ 21. Trước đây, nước cờ này bị đánh giá là kém. Đến đây, cờ đỏ có hai phương án đi quân. Một là xe 2 bình 4 và hai là xe 2 lùi 1. Phương án đi qua cờ đỏ xe 2 bình 4. Đen nhảy mã lên lộ 8. Cờ đen còn hai khả năng lớn khác. Một là đen đi tốt 7 tiến 1. Đến đây, cờ đen có 3 khả năng phó. Một là đen đi tốt 7 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đã đi pháo 8 bình 5. Cờ đỏ có hai khả năng phó. Một là đỏ đi tốt 7 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đỏ đi pháo 8 bình 3. Đây là nước cờ mà Trương Cẩm Đông dùng đối phó Trương Lương ở Nguyên Cảnh Bôi tháng 6 năm 2018. Cờ đỏ tiên thủ như tiếp theo.
Cờ đỏ tất thắng. Ba là đen đi tượng 7 tiến 5. Cờ đỏ cũng ưu thế. Khả năng thứ hai có đen là hình cờ này là mã 6 tiến 7. Đến đây cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một là đỏ đi pháo 5 bình 6. Cờ đỏ ưu thế. Hai là đỏ đi xe 3 bình 4. Cờ đen có hai khả năng ứng phó. Một là đi pháo 8 bình 6. Cờ đỏ tiên thủ. Hai là đây đi tượng 7 tiến 5. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 6 tiến 8. Đến đây cờ đỏ có 3 khả năng đi quân. Một là tốt 3 tiến 1. Hai là mã 3 lùi 5. Và ba là mã 7 tiến 6. Còn như nếu đỏ đi mã 3 lùi 1. Đây là nước cờ mà Trương Sán dùng đối phó với Bạch Thiên Hiểu ở Uy Khải Bôi năm 2010. Cờ đen phản tiên như tiếp theo. Cờ đen thắng thế. Khả năng đi quân nước đỏ tốt 3 tiến 1. Đỏ ăn tốt là cờ đỏ bỏ trước lấy lại sau nhằm mưu hơn tốt. Đen bỏ lại quân, nước cờ chính xác. Đen có hai khả năng nữa khác. Một là đen đi mã 7 lùi 5.
Cờ đỏ ưu thế. Hai là đã đi mã 7 lùi 9. Cờ đỏ bỏ quân lấy thế công. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 3 tiến 5. Đen lên sĩ là nước cờ cải tiến về sau. Đổi lại, như đen đi pháo 2 bình 5. Cờ đỏ ưu thế. Như đen sĩ 6 tiến 5. Đến đây cờ đỏ 3 khả năng đi quân. 1 là sĩ 6 tiến 5. 2 là mã 7 tiến 6. Và 3 là xe 9 tiến 1. Khả năng đi qua cờ đỏ sĩ 6 tiến 5. Đỏ lên sĩ nhằm củng cố phòng thủ. Đỏ vào pháo tai sĩ, nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đỏ nhảy mã lên hà nhằm cầu biến. Nước cờ hơi vội. Đỏ thể nghiên cứu đi. Xe 4 bình 5. Hai bên bất biến sẽ thành hòa cờ. Như đỏ mã 7 tiến 6. Đỏ lùi mã. Nếu không, đen đi C2 tiến 8. Cờ đỏ khó thể ứng phó. Đỏ tiến tốt nhằm trói quân.
Đổi lại như đỏ đi xe 9 bình 6. Cờ đen thắng thế. Nhất đỏ tốt 7 tiến 1. Cờ đen ưu thế. Mời các bạn xem lại cách đi con này. Cờ đen ưu thế. Khả năng câu thai của đỏ hình cờ này là mã 7 tiến 6. Đỏ nhảy mã hà nhằm tranh chủ động.
đen bình phá sang lộ 6 là nhằm cấm đỏ đi mã 6 tiến 4. Nước cờ cần thiết. Đen tiến xe sang hàng thứ hai. Nước cờ đã tính toán từ trước. Đen tiến pháo bắt xe, nước cờ hay. Đỏ bình sẽ bắt pháo. Đổi lại, như đỏ đi sĩ 6 tiến 5. Cờ đen có thế công. Như đỏ xe 5 bình 4. Đen xuất xe là cờ đen khi pháo được nhập cục. Cờ đỏ khó thể ứng phó. Đen thắng cờ. Mời các bạn xem lại cái đi qua này.
Đen thắng cờ. Khả năng có thứ ba đỏ hình cờ này là xe chín tiến một. Đỏ tiến tốt. Đổi lại, như đỏ đi mã 7 tiến 6. Hình thế đối công, cờ đen ưu thế. Như đỏ tốt 3 tiến 1. Đen tiến sẽ bắt mã, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đen đi C2 bình 7. Cờ đỏ hơi ưu. Như đen C8 tiến 7. Đen bình xe bản nách, nước cờ chặt chẽ. Cờ đen hơi ưu. Mời các bạn xem lại cái đi con này.
Cờ đen hơi ưu. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục Trung pháo qua Hà Sa, đối bình phong mã, tả mã bản Hà.